Vô đây. Này, không có lái trời hết. Xin lỗi em. Xin lỗi em đàng hoàng. Trời ơi, cái đầu. Ai gác đầu không? Càng xem mày ra đây. Mày cắt cái đầu em mày vậy hả? It was at this moment that he knew he fucked up. Mày chết mày rồi. Police hình xui. Police đi hô nè. Sen. My goodness. Vô đây. Này, không có lái trời hết. Xin lỗi em. Xin lỗi em đàng hoàng. Trời ơi cái đầu. Nani? Vincent, du har ikke klippet hende med den der. Jo, det har hun. Hả? Con ngu con đưa cái đầu cho nó cắt vậy. Nej, nej, hun skal ikke klippe skallen. Hun skal klippe kørt hår. Ej, hun havde lige så fint hår. Cái này là hết vui nổi rồi. Mor hun er sur. Mor chua rồi. Chua rồi. Hư cái đầu hết rồi. Ừ. Trời ơi, thằng anh với con em. Han skal bare være derinde. Sur mor. Jeg er sur. Ja. Yeah. Han skal have lov til at mærke det der. Nej, nej. Con ra đây. Mai mốt không có cắt tóc em bây giờ. Ai cho con cắt tóc em vậy? Hả? Tự nhiên cắt hết cái đầu của em vậy? Hả? Ba cắt hết cái đầu con được không? Không có cắt em nghe chưa? Đi vô quỳ ốp cho ba. Quỳ hết lại. Dọn hết cho tôi. Quỳ hết cho ba. Dọn hết luôn. Cái này là ba xua rồi. Không có vui thế nào hết. Ngu không? Chắc cái đầu con em đó. Đây. Ba coi cái đầu coi. Trời ơi. Rồi giờ màu đen luôn, gái Nhật luôn mọi người ơi. Qua đây coi coi. Này, này. Cái phim nó xanh nè. Xong rồi xuống xin lỗi em ok. Bật lên. Hút bụi hết cho bà. Tao bật ngắn lại giờ. Thằng xe hấp. Đây đây. À hút bụi đi. Hút bụi hết cho bà. Hút hết cái phòng luôn. Cái bàn kìa. Cái bàn. Đây nè, đây nè. Đây là cái bàn. Ừ. Rồi, hút hết luôn. Hút hết đây nè. A few moments later. Đây là thủ phạm đây. Cái kéo này nằm trong cái bộ tô màu của Benson.
để nó cắt giấy. Nó lấy nó cắt giấy xong rồi đã, nó lấy cắt cái đầu em đó. Tại sao con đưa cho anh cắt hả? Đúng không? Nha. Yeah. Cũng hung quá à. Tự gì vậy? Giờ cái đầu rồi trời ơi. Này. Nè. Yeah. Cái đầu này mấy tháng nó mới mọc ra được. Ơi ăn Tết nè. Đó, em ăn Tết lớn luôn. Đây anh này chạy bộ đây. Mommy sure. Mommy sure. Sure. Em mà giận đó là lâu mới thấy mà giận một lần á, này rất là giận luôn. Ok, sẽ là mùi mà. Đó mà giận, đang la xem. Bật TV cho em đi. À chào. Alo. Mà mới cắt cái tóc của trợ lý này hôm qua. Dạ được rồi. Na sẽ về pen rồi, sẵn rồi. Phải sẵn đây phát được pen. Cái bao ha hô hấp sẵn đây phát rồi. Đã cột lên đẹp nè. Ok. Cột lên về đẹp nha. Phiêu nhai nha. Em phim nó bật clip phần. Bà leo lên núi đi xem đây là về đây. Bà sắp leo nước cho leo lên núi rồi. Ở đây viên xin đây. Many hours later. Sen. Sô kham em, hôn xuyên em. Hôn xuyên mua luôn. Con chuyển mua. Thích mèo nha. Thích mèo thế. Nè đây phụ quang nè. Đây. Ok. Thấy đầu em nó xấu không? Ừ. Thấy cái tóc em nó hư hết rồi không? Không có làm gì nữa nha. Ok. Ok em nó nha. Nhà xuyên mũi. Ah, so it's not my poor stone one, I'm gonna have one. Can we get out of here? No, it's about more, I can't. Anh dơ quá, ăn đi. À, đồ quá đi. Lấy bật cắt hết rồi, cặp lóc bây giờ. Mua bật cắt đầu cho em không? Thử hết cái đầu em à. Mà phim. Mà mình đi chơi vừa rồi phim, rồi đi làm cái sổ quản. Đúng quá kỹ cả. Bây giờ đi làm cái sổ. Làm hư hết tóc con ngon. Hư tóc hết à?
Sao? Khách mai cho khách view. À, đang ngủ với Will hả? Sao mà view? Tại sao view? Đang ngủ với Will nha. Mình sẵn ngủ ở phòng bên sẵn đúng không? Tại sao mà view sẵn? Thôi ăn đi. Giỏi quá. Mai chút đi. Mai giỏi quá. Mai chút đi chứ. Giỏi, rồi ăn hết đi, món ăn hết luôn. Cái đầu đỡ không được. Rồi, ngon quá. Rồi cả nhà, vlog này tới đây là hết. Thì đây là cách mà Angelina với lại Vincent ăn Tết. Tết lớn năm nay luôn. Là cái mấy cái chừa lũi á. Thì lúc đó là bên mẹ mà cũng nó là vừa giận vừa mắc cười mà vừa giận. Nói chung là hôm đó là giận nhiều hơn mắc cười. Nhưng mà chuyện đó rồi thôi, không có làm được gì hết. Nên Vincent bị come out, bị la. Em mà giận Vincent tất cả ngày luôn. Và cái tóc của em, của Angelina thì lên mẫu giáo có nói với cô giáo là đó là như vậy đó. Thật là bó tay đó, cả nhà thấy không? Cho con đẻ con cho Thùy Mỹ Nít Na đó. Nhà đông con vui lắm, rất là vui luôn. Rồi năm nay chị Lý đang tích lớn với cái đầu khói cua ha. Rồi cái vlog này tới đây là hết. Nếu cả nhà thấy mắc cười nó dùng cho một cái like. Hẹn gặp lại mọi người vào vlog lần sau. Và chúc mọi người một cái Tết ta thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu có gầy sòng thì là thật là nhiều tiền nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào vlog lần sau. Chào tạm biệt.